Dòng bếp đôi Chef 366 được lắp ráp trên dây chuyền và công nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa Liên bang Đức, với bộ linh kiện tiêu chuẩn của tập đoàn EGO giúp cho chiếc bếp hoạt động ổn định, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng hơn nhiều chiếc bếp từ cao cấp khác. Bếp được trang bị bằng mặt kính Scotera nguyên khối vắt cạnh, được nhập khẩu nguyên tấm từ Đức. Mặt kính có khả năng chịu lực lên tới 15 kg, chịu nhiệt lên tới 1000 độ C, sốc nhiệt lên tới 800 độ C. Bộ khung bếp làm bằng thép giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng bên trong tốt hơn. Cảm ứng nhạy bén dạng trượt được thiết kế chung cho hai vùng nấu, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh được mức độ mong muốn, cùng với phím booster tiện dụng khi bạn cần sử dụng bếp để nấu nhanh với công suất cực lớn. Với hai vùng nấu riêng biệt có đường kính 22 cm, công suất tối đa đối với bếp nhiệt là 2200W, còn đối với bếp từ là 3000W khi khởi động chế độ booster, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các bếp inverter cao cấp như bếp từ đôi Chef 366 có những tính năng thông minh như tính năng nấu siêu tốc booster sẽ nâng công suất lên đến 3000W trên vùng nấu bạn chọn, cao hơn các dòng bếp từ khác chỉ đạt công suất 2300W tới 2700W và giúp bạn xào nấu thức ăn nhanh chóng mà vẫn đảm bảo độ tươi ngon. Hãy chạm vào phím cộng B để kích hoạt chế độ nấu booster. Màn hình LED sẽ hiển thị chữ P giúp bếp đạt công suất tối đa khi nấu. Tắt chức năng này bằng cách thay đổi mức công suất xuống thấp hơn hoặc tắt vùng nấu. Thêm vào đó, tính năng khóa trẻ em child lock sẽ đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Để sử dụng, các bạn hãy ấn và giữ phím hình chìa khóa đến khi đèn lock sáng là được. Như vậy là chế độ khóa đã được kích hoạt. Để hủy, nhấn và giữ phím lock trong vòng 3 giây để mở khóa. Tính năng cảnh báo nhiệt dư vùng nấu residual heat giúp bạn nhận biết mặt kính còn nóng hay không sau khi nấu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Sau khi đun, vùng nấu mặt bếp còn nóng trên 65 độ C thì đèn LED sẽ hiện chữ H và hết cảnh báo khi nhiệt độ xuống dưới 60 độ C. Chức năng hẹn giờ timer lên tới 9 giờ 30 phút. Bạn có thể tùy ý lựa chọn thời gian bếp nấu hoạt động. Để khởi động, hãy ấn vào biểu tượng timer trên mặt kính, điều chỉnh thời gian bằng cách trượt tay trên thanh trượt hoặc phím cộng trừ trên bộ hẹn giờ. Khi thời gian nhỏ hơn 99 phút, bộ hẹn giờ hiển thị theo phút, đèn LED hiển thị chữ min. Khi thời gian lớn hơn 99 phút, bộ hẹn giờ hiển thị theo giờ, đèn LED hiển thị chữ hour. Để hủy chế độ hẹn giờ, giữ đồng thời hai phím cộng trừ hoặc tắt vùng nấu đang hẹn giờ. Hệ thống an toàn là điểm nổi bật trên dòng bếp từ Chef 366 với khóa trẻ em, child lock, cảnh báo nhiệt dư khi nấu residual heat, tự động tắt bếp khi không có nồi, port detection, hay để quên automatic switching off. Dòng bếp đôi Chef 366 có kích thước 750mm x 450mm, tương tự với các mẫu sản phẩm khác của Chef như bếp từ đôi EHDIH888/888P, bếp từ đôi EHDIH890, bếp từ đôi EHDIH hoặc EHDIH Mix 333. Vì nếu so sánh với kích thước phổ thông của những bếp kiểu gas, điện kiểu cũ là 700mm x 400mm, thì kích thước của các dòng bếp này sẽ dễ dàng thay thế mà không cần phải cắt hay sửa đá quá nhiều, phù hợp với mọi không gian bếp. Để lắp đặt âm chiếc bếp từ Chef, bạn cần khoét một lỗ với kích thước vừa với đáy bếp là 670x380mm, đặt bếp vào vừa với lỗ khoét, sau đó nối điện cho bếp qua một automat. Công suất tối đa của bếp là 3600W, nên dây phù hợp là dây cáp điện 2,5, automat lớn hơn hoặc bằng 20A. Dây nguồn của Chef là dây ba lõi riêng biệt theo tiêu chuẩn châu Âu, với một dây mát, một dây nóng nối vào nguồn điện, một dây nối đất có thể gắn trực tiếp vào tường hoặc vào hệ thống nối đất của tòa nhà bạn đang sinh sống. Lưu ý, bạn nên để không gian dưới khoang bếp thông thoáng, không ẩm ướt, khoảng cách giữa đáy bếp với khoảng tủ dưới nếu để âm và mặt đá nếu để dương ít nhất là 1cm. Vệ sinh bếp sau khi mỗi lần nấu nướng bằng khăn sạch và nước lau kính để giữ mặt bếp luôn sáng bóng. Đối với các vết bẩn lâu ngày, bạn hãy sử dụng dụng cụ vệ sinh chuyên nghiệp và một ít hỗn hợp baking soda.